Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá đầu tiên nha. Let's go. Đủ thôi. Service qua. Wow, một thành phố khá là đẹp. Wow, có một dòng đang bay. Yeah, ok. Hai đoạn đường này bằng nhau. Let's go. Đã về đích. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. A fight you. Let's go. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok, vừa kịp về tông 1. Let's go. Mới được tặng cái gì đây? Một chiếc xe ngon. Wow, rất là đẹp luôn. Wow. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Oh my gosh.
Oh my god, hai xe đâm nhau. Cú đâm là coi như là ngã luôn. Cứ bảo phải tránh đâm. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo, Shafix. Let's go. Shafito. Đây là một tựa game lái xe ô tô. Ok. Nâng cấp cái này đây. Nhiệm vụ đầu tiên. Hai mươi bảy giây. Tựa game này rất chơi rất giống Traffic Video. Đó chính là Traffic Store. Các bạn đi qua từng một cái này một. Kia thì là lái xe máy, còn cái này là lái ô tô. Yeah, ok. Wow. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Rồi mình sẽ cầm mình trên tay. Traffic Reader thì hay hơn Traffic Store, bởi vì cái này bản nó mượt hơn các bạn ạ. Lát cho. Lại đi thì các bạn tránh đâm. Để nhiệm vụ này càng lại đi lâu càng tốt. Và càng về sau thì càng khó hơn. Wow, wow. Wow.
let's go. Whoa, 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 whoa. Rồi, rất là đông. Ok, mình phải lách chỗ này. Yeah. Tốc độ cao nhất có thể và lách xem như thế nào. Điều ok. Wow. Oh my god, đi rồi. Cái đó thì bắt buộc không thể nào lách được nữa, mà chỉ có cách đó là các bạn phải dừng lại. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. King Cream Rushing 2. Let's go. Yeah, come on. Oh my god. Yeah, yeah. Bước lên được không?
vẫn không lên được. Rõ kê, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Rebuild Rushing. Let's go. Ok, 500 tiền. Let's go. Chẳng cho mình thua thôi. Oh my god. Ok, lại thôi. Và đua từ lượng tiền bé, lượng tiền bé cho đến lượng tiền to. Cái xe đằng trước này rất cẩn thận. Nếu mà chạm vào xe đằng trước thì có thể mình sẽ bị chè. Mình sẽ tránh ra thôi. Đến 700. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Taxi Sim 2020. Let's go. Một giờ trưa. Trưa chứ không phải sáng. Mình sẽ cài dây bảo hiểm vào. Game này các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng taxi. Sau đó thì sẽ nhận khách và chở khách đến một nơi nhất định. Chúng ta không cần đi. What? Thế thì mình nên đi từ nơi khác vậy. Rất nhiều người. Hey. Ok, let's go. Đây là tựa game lái xe taxi. Các bạn hóa thân anh chàng taxi rất là hay và hot trong tháng vừa qua. Tựa game này theo mình thấy là ok nhất. Có cả đồ xăng, nói chung là rất là nhiều trò. Và các bạn hóa thân là một anh chàng taxi luôn. Ở đây có cả quanh phản, xi nha, đầy đủ. Wow, chạm vào xe là có những mất tiền. Đây rồi.
Give me now. Hope I can make it on time. So, there's written on you there. So, okay, well, we thought it sounded good to say. Let's go. Oh my god. Ok. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Sẽ là Rushing 2. Let's go. Xong nghỉ tiền. Rất là ngon luôn. Đùa những cái tầm tiền giá 1.700 rất là nhanh và các bạn kiếm tiền rất là nhanh thôi. Lúc đó các bạn sẽ mua xe và các bạn có thể nâng cấp cho xe của mình. Rest 6.000 này chắc không đùa rồi. À, thử xem biết đâu là thắng. Ờ, cái này phải nâng cấp thôi. Let's go. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo, Solid Racing. Yeah, let's go. Bà viết ba. Come on. Please. So, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.